Xin kính chào quý vị các bạn. Đêm qua và sáng nay ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, cục bộ có mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa có nơi trên 50mm như là tại Phúc Yên, Tuyên Quang là 55,2mm, Bộc Bô, Bắc Cạn là 73mm, đặc biệt là tại Bắc Quang, Hà Giang, lượng mưa lên tới là 248mm. Dự báo hôm nay và ngày mai, vùng hội tụ gió gây mưa hoạt động mạnh nên ở khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to, riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa là từ 30 cho tới 60mm và có nơi sẽ trên 100mm. Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm. Quý vị cần phải đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Với khu vực đồng bằng bao gồm thủ đô Hà Nội, sáng nay gió thổi mát, trời nhiều mây và đôi chỗ có mưa. Đến trưa chiều thì trời có nắng gián đoạn. Nhiệt độ có xu thế giảm nhẹ so với ngày hôm qua, cao nhất là từ 36 cho tới 37 độ. Đến tối và đêm, nhiệt độ sẽ hạ về 28 độ. Trong khi đó, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế vẫn tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 36 cho đến 39 độ và có nơi là trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45 cho tới 60%. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên, nhiệt độ cao nhất là vào khoảng 35 đến 36 độ và có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 cho đến 60%. Với thành phố Đà Nẵng trời nắng ráo với mức nhiệt trưa chiều vào khoảng từ 34 đến 35 độ. Khoảng thời gian từ 11 giờ trưa đến 13 giờ chiều, chỉ số tia UV đạt mức cao từ 8 đến 9, do đó mà quý vị cần phải hạn chế lưu thông ngoài trời nắng để đảm bảo sức khỏe của mình. Đến tối và đêm, nhiệt độ hạ về còn 27 đến 28 độ, lại có gió biển thổi khiến trời dịu mát hơn. Đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong chiều tối nay có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến là từ 20 đến 40mm và có nơi là trên 70mm. Người dân cần phải đề phòng với mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn sẽ gây ngập úng tại các khu đô thị. Lúc này ở thành phố Hồ Chí Minh cũng khá là oi bức, khi mà nền nhiệt đang ở mức từ 33 cho đến 34 độ, trời nhiều mây, độ ẩm cao trên 70%. Đến khoảng chiều tối thì mưa dông sẽ xảy ra, cục bộ có đêm mưa vừa đến mưa to, nhiệt độ thấp nhất hạ về là 28 độ. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ một số các thành phố trong chiều và tối nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.